Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Làm gì cũng luôn luôn phải ghi nhớ lý do mà mình đã bắt đầu. Lý do này có thể là động lực cho mình tiếp tục một việc gì đó, ngược lại cũng có thể là yếu tố giúp mình quyết định dừng lại. Khi mà bạn làm một điều gì đó trong một thời gian dài và cần nhiều nỗ lực thì chắc chắn là sẽ có những cái lúc bạn cảm thấy chán nản. Việc gì cũng sẽ có những khó khăn riêng và bạn sẽ có những cái lúc xuống dốc thay vì lên dốc. Cái lúc này thì bạn có thể nhớ lấy lý do mà đã khiến bạn bắt đầu từ những ngày đầu tiên. Còn nếu các bạn không sinh ra trong gia đình triệu phú, tỷ phú, các bạn cũng như tất cả những người bình thường khác á, là phải ra đời đi làm nuôi thân từ con số 0, thì các bạn nên học được cái thói quen tích tiểu thành đại, cố gắng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là rất quan trọng. Mình kiếm tiền và mình xây đắp dần dần qua thời gian, rồi mình sẽ có một cái số tiền lớn cho mình. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã và không có ai ở bên cạnh chúng ta hết. Và lúc đó, đừng kêu ca, đừng chỉ trích, đừng phàn nàn, đừng khóc lóc, đừng đổ lỗi. Hãy đứng lên mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình. Bởi vì chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là một thành công rất lớn. Và đừng lãng phí điều thành công đó. Chúc tất cả các bạn có những ước mơ, những khát vọng lớn, quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Đừng bao giờ để ai lấy đi ước mơ của các bạn. Và mỗi khi gặp khó khăn, hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Bởi vì các bạn mạnh mẽ và giỏi hơn các bạn tưởng rất nhiều. Bạn không biết rằng mạnh mẽ là gì cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn. Lớp 11, đừng chỉ mày miết rong chơi. Lớp 11, chẳng cần ngây thơ, non nớt như mấy em học sinh lớp 10, cũng chưa vội vã, chăm chỉ, đâm đầu vào học như mấy anh chị lớp 12, là khi cũng bắt đầu lo lắng, suy nghĩ xem mình nên thi khối gì, trường gì, nhưng vẫn mông lung, chẳng biết mình muốn gì hay thích gì. Là lịch học cũng bắt đầu căng dần, lớp học thêm cũng cứ thế mà dày đặc hơn. Tất cả chỉ vì năm sau thi rồi đó, là kiến thức môn nào cũng khó. Thậm chí khó nhất trong 3 năm, khối lượng kiến thức thì chẳng bao giờ là ít, là không nắm vững được kiến thức cũ, là phương pháp học không đủ hiệu quả, thiếu tự tin về khả năng làm toán, là sợ hãi những công thức lý, bài tập hóa. Chưa phải là cuối cấp, nhưng chớp mắt thì học kỳ 2 đang đến rất gần, chẳng mấy chốc các em sẽ ngồi ở lớp 12. Rất may, thời điểm này năm ngoái, chị tìm được một khóa học giúp cải thiện điểm học kỳ 2 tốt hơn rất nhiều. Tới hè còn được luyện trước kiến thức lớp 12 và luyện thi đại học cho chị tới bây giờ luôn. Cũng nhờ thế mà chị ôn thi đại học bớt vất vả hơn rất nhiều. Thời gian trôi nhanh lắm, mà kiến thức thì không dễ dàng. Vì thế lớp 11, đừng chỉ mãi miết rong chơi. 2K5 nhé. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists, and clearly I don't see myself, no I believe it. Trong cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử có viết như thế này: mỗi người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ. Nhưng thực ra chúng ta đều là người bình thường, không cần chán nản, cũng đừng hoảng loạn. Hãy làm một con ốc sên chăm chỉ bò, hay chú chim ngu ngốc kiên trì bay. Trong cuộc sống bình thường luôn khiêm tốn và chăm chỉ, nhất định sẽ có ngày bạn đứng ở nơi rực rỡ, sống một cuộc sống mà mình từng khát vọng. You make me glow.
Cause